Cô Thu Kiều xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập bộ môn địa lý lớp 12 trên đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Ở các tiết học trước, các em đã học nội dung về địa lý các ngành kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Hôm nay, các em sẽ chuyển sang một nội dung cuối cùng của chương trình địa lý lớp 12, đó là địa lý các vùng kinh tế. Ở tiết đầu tiên hôm nay các em sẽ tìm hiểu bài 32 vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Với bài học này thì các em có các nội dung chính như sau. Thứ nhất là các em sẽ tìm hiểu về phần khái quát chung. Thứ hai, các em tìm hiểu về thế mạnh khai thác chế biến khoáng sản và thủy điện. Thứ ba, thế mạnh trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. Thứ tư là chăn nuôi gia súc và thứ năm là kinh tế biển. Bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu vào nội dung phần thứ nhất, khái quát chung. Đối với phần khái quát chung này thì các em cần nắm được cho cô một số đặc điểm về phạm vi lãnh thổ, diện tích, dân số và vị trí địa lý của vùng. Các nội dung còn lại của phần khái quát chung các em được giảm tải chương trình. Thứ nhất, Trung du miền núi Bắc Bộ về phạm vi lãnh thổ bao gồm 15 tỉnh chia thành hai tiểu vùng. Tiểu vùng Tây Bắc gồm có 4 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Tiểu vùng Đông Bắc gồm 11 tỉnh. Và các em có thể nắm được tên các tỉnh này rất dễ dàng nhờ vào các chữ in hoa và tô màu nâu. Các tỉnh thuộc tiểu vùng Đông Bắc có thể kể đến như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh. Về diện tích, Trung du miền núi Bắc Bộ có hơn 101.000 km². Trong số các vùng nước ta thì đây là vùng có diện tích lớn nhất nước ta, chiếm hơn 30% diện tích của cả nước. Về số dân, năm 2019, Trung du miền núi Bắc Bộ có 12,5 triệu người. Về vị trí địa lý, các em chú ý quan sát vào Atlas trang 26. Vị trí địa lý của Trung du miền núi Bắc Bộ: phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Tây và Tây Nam giáp với Lào, phía Đông và Đông Nam giáp với Vịnh Bắc Bộ hay là giáp với biển, và phía Nam giáp với hai vùng đó là vùng Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Hồng. Như vậy, Trung du miền núi Bắc Bộ có vị trí đặc biệt trong điều kiện giao thông vận tải ngày càng được nâng cấp là điều kiện thuận lợi cho Trung du miền núi Bắc Bộ có thể mở rộng giao lưu với các vùng và phát triển nền kinh tế mở. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Trung du miền núi Bắc Bộ giáp với hai nước có đường biên giới rất dài, lại là địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc ít người, nên nó gây thách thức lớn trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng. Như vậy thì các em đã vừa tìm hiểu xong phần khái quát chung. Chúng ta chú ý, Trung du miền núi Bắc Bộ có vị trí, vai trò chiến lược trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng. Các nội dung còn lại của phần khái quát chung, chúng ta được giảm tải chương trình. Một là thế mạnh về khai thác chế biến khoáng sản và thủy điện. Các em sử dụng Atlas trang 26. Các em tìm hiểu phần 1. Khai thác khoáng sản. Các em dựa vào Atlas địa lý Việt Nam trang 26 nhận xét về tiềm năng và thực trạng khai thác một số mỏ khoáng sản chính ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Bây giờ các em tìm hiểu thứ nhất về tiềm năng. Về tiềm năng thì các em chú ý trên Atlas trang 26, các em thấy so với các vùng ở nước ta thì Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng giàu có khoáng sản bậc nhất nước ta. Chúng ta có thể kể đến một số khoáng sản chính của vùng như than, vàng, đồng, sắt, thiết, đất hiếm, vân vân. Khoáng sản của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ rất là giàu có thể phân thành 4 nhóm. Thứ nhất là khoáng sản nhiên liệu, thứ hai là khoáng sản kim loại, thứ ba là khoáng sản phi kim loại và thứ tư là khoáng sản vật liệu xây dựng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thực trạng khai thác. Về thực trạng khai thác, các em chú ý Atlas trang 26 bản đồ phần kinh tế. Thứ nhất
về khai thác khoáng sản nhiên liệu phải kể đấy, đó là than. Thì vùng than Quảng Ninh là vùng than có trữ lượng và chất lượng tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Vùng than Quảng Ninh ở nước ta sản lượng khai thác hiện nay năm 2019, sản lượng khai thác đã vượt 40 triệu tấn trên một năm. Và vùng than ở Quảng Ninh được khai thác phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện, ngoài ra còn phục vụ cho xuất khẩu. Ngoài vùng than Quảng Ninh thì ở nước ta còn có các mỏ than như ở Thái Nguyên, ở Sơn La. Và các mỏ than ở Thái Nguyên, Sơn La thì trữ lượng nhỏ hơn và phục vụ chủ yếu cho công nghiệp luyện kim và hóa chất. Tiếp theo về khoáng sản kim loại của vùng. Khoáng sản kim loại của vùng thì ở vùng Tây Bắc chúng ta có mỏ đồng ở Yên Châu, Sơn La. Các mỏ đất hiếm ở Lai Châu. Ở vùng Đông Bắc chúng ta có mỏ sắt ở Trại Cao, Thái Nguyên, mỏ sắt ở Trấn Yên, Yên Bái, mỏ sắt Tùng Bá ở Hà Giang. Tiếp theo là mỏ chì kẽm ở Chợ Đồn, Bắc Cạn, mỏ đồng ở Sinh Quyền, Lào Cai và mỏ bô xít thiết ở tỉnh Túc, Cao Bằng. Khoáng sản phi kim loại của vùng đáng kể, chúng ta có apatit ở Lào Cai, mỗi năm chúng ta khai thác khoảng 600.000 tấn để sản xuất phân lăng. Về khoáng sản vật liệu xây dựng thì trong vùng đáng kể có đá vôi, xi măng ở Hà Giang, ở Sơn La. Ngoài ra ở tỉnh Quảng Ninh còn có nguồn đất sét để phục vụ cho sản xuất gạch ngói, gạch chịu lửa. Như vậy, về tiềm năng khoáng sản của vùng và thực trạng khai thác, các em có thể tóm tắt lại qua bảng sau. Thứ nhất, về tiềm năng là vùng giàu có khoáng sản bậc nhất nước. Về khai thác khoáng sản nhiên liệu, khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại và khoáng sản vật liệu xây dựng, cô tóm tắt thành bảng để cho chúng ta dễ ghi nhớ. Tuy nhiên, việc khai thác khoáng sản của vùng còn gặp một số khó khăn nhất định. Đa số các mỏ đều phân bố ở nơi có địa hình hiểm trở, giao thông vận tải đi lại khó khăn. Thứ hai, các vỉa và quặng thường nằm sâu trong lòng đất, nên việc khai thác đòi hỏi phải có phương tiện hiện đại và chi phí sản xuất cao. Tiếp theo, cô mời các em xem đoạn video về khai thác than ở Quảng Ninh. Công ty xây dựng mỏ Hầm Lò 2, chúng tôi cùng đồng lòng xây nên bao công trình mới. Từ Uông Bí vàng danh Nam Âu đến Hà Lâm Khe Tràm thống nhất Khánh Hòa, những đường lò, những hầm mỏ có bàn tay chúng tôi dựng xây, dấu chân những người thợ đời than năm gió. Như vậy, các em vừa được xem đoạn video về khai thác than ở Quảng Ninh. Đây là một cái thế mạnh lớn của vùng Đông Bắc, thuộc vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Bây giờ các em tìm hiểu sang nội dung thứ hai, mục khai thác thủy điện. Về khai thác thủy điện thì ngồi chú ý vào Ác Lát trang 26, các em cần kết hợp quan sát thêm ở Ác Lát trang 22. Bây giờ cũng như nội dung trước, về khai thác thủy điện chúng ta cần nắm được tiềm năng và thực trạng khai thác thủy điện của vùng. Thứ nhất, về tiềm năng thì các em thấy rằng
các sông suối ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ có trữ năng thủy điện khá lớn và tập trung trên hệ thống sông Hồng, khoảng 11 triệu kW, chiếm 1/3 trữ năng thủy điện cả nước. Riêng trên sông Đà đã chiếm 6 triệu kW. Vì sao như vậy các em? Các em biết rằng các sông suối ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ chảy trên vùng địa hình miền núi, nơi mà có độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh cho nên có trữ năng thủy điện lớn. Nhất là ở vùng Tây Bắc nước ta, nơi mà có địa hình cao nhất cả nước, cho nên nguồn thủy năng rất phong phú. Và vùng Tây Bắc nước ta thường hình thành các nhà máy thủy điện lớn, có công suất trên 1.000 MW. Thứ hai, về thực trạng khai thác. Về thực trạng khai thác, trong vùng có nguồn thủy năng lớn như vậy, nhiều nhà máy thủy điện đã được xây dựng như nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà hay là Tuyên Quang. Trong đó, hai cái nhà máy thủy điện có công suất lớn trên 1.000 MW là Sơn La và Hòa Bình. Ngoài ra, còn có nhiều nhà máy thủy điện nhỏ đã và đang được xây dựng trên phụ lưu của các sông. Sau đây, các em sẽ quan sát một số hình ảnh về các nhà máy thủy điện nước ta. Trước tiên là nhà máy thủy điện Thác Bà. Nhà máy thủy điện Thác Bà nằm trên sông Chải, là được xem là đứa con đầu lòng của ngành thủy điện Việt Nam. Nhà máy thủy điện Thác Bà hoạt động vào năm 1971 và công suất 110 MW. Đây là hình ảnh về nhà máy thủy điện Hòa Bình. Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trên sông Đà, được khánh thành vào năm 1994 sau 15 năm xây dựng. Đây là một công trình minh chứng cho tình hữu nghị Việt Xô. Hiện nay thì nhà máy thủy điện Hòa Bình là nhà máy thủy điện lớn thứ hai ở nước ta, có công suất khoảng 1.920 MW. Đây là hình ảnh về nhà máy thủy điện Sơn La. Nhà máy thủy điện Sơn La nằm trên sông Đà, thuộc tỉnh Sơn La, khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, có công suất 2.400 MW. Đây là công trình lớn thủy điện lớn nhất nước ta hiện nay và lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Như các em thấy, ở nước ta, việc xây dựng các công trình thủy điện có ý nghĩa rất lớn, vừa tạo được động lực cho sự phát triển kinh tế của vùng và của cả nước, nhất là cho vùng là việc khai thác chế biến khoáng sản dựa trên nguồn điện giá rẻ và dồi dào. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến những cái thay đổi không nhỏ của môi trường, nhất là việc ở nước ta hiện nay xây dựng hai nhà máy thủy điện lớn Sơn La, Hòa Bình trên sông Đà. Các em tìm hiểu sang thế mạnh tiếp theo của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ là thế mạnh trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. Cũng như nội dung trước, các em sẽ tìm hiểu về tiềm năng, thực trạng cũng như nắm được một số cái khó khăn của vùng. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về tiềm năng. Về tiềm năng, trước tiên là về tài nguyên đất. Thì Trung Du và miền núi Bắc Bộ, các em có thể mở Atlas 111 để xem bản đồ về các nhóm đất chính ở nước ta. Thì vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ nước ta, tài nguyên đất rất là phong phú, đa dạng. Các em kết hợp quan sát với lại bản chú thích. Thì đất, ở đây có đất ferrolit trên đá phiến, đá vôi và các loại đá mẹ khác. Ngoài ra, còn có đất phù sa cổ ở Trung Du và đất phù sa ở dạp các thung lũng sông và cánh đồng miền núi. Đất đây rất là phong phú, là điều kiện cho Trung Du miền núi Bắc Bộ có thể trồng được các cây công nghiệp, cây dược liệu và cây ăn quả. Về khí hậu, thì khí hậu của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, các em kết hợp quan sát Atlas trang 9. Trung Du và miền núi Bắc Bộ là vùng mà có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh. Lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của địa hình núi cao, nên khí hậu của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ có sự phân hóa theo độ cao. Chính khí hậu phân hóa theo độ cao này nên Trung Du miền núi Bắc Bộ có thể trồng được các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. Ngoài ra, phải kể đến một cái thế mạnh nữa của vùng, đó là người dân có truyền thống và kinh nghiệm trong sản xuất trồng cây công nghiệp và cây dược liệu. Với những cái tiềm năng như vậy thì thực trạng phát triển của vùng như thế nào? Các em sang phần thứ hai về thực trạng.
Về thực trạng, trước tiên là về thực trạng phát triển cây công nghiệp. Về cây công nghiệp, vùng có nhiều cái điều kiện để phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc cạn nhiệt và ôn đới như chè, trảo, sở, hồi. Tuy nhiên, quan trọng nhất ở đây là cây chè. Chúng ta thấy đây là vùng trồng chè lớn nhất ở nước ta. Chè, cây chè được phân bố ở hầu hết các tỉnh. Tuy nhiên, nhiều nhất và phổ biến nổi tiếng với những giống chè ngon như ở chè Thái Nguyên, ở Phú Thọ, hay là ở Hà Giang, hay là ở Sơn La, là những vùng trồng chè nổi tiếng nước ta với giống chè ngon. Chúng ta có thể thấy rằng là như các giống chè nổi tiếng ở Tân Cương, Thái Nguyên, chè San Tuyết ở Hà Giang, vân vân. Thứ hai, về thế mạnh khai thác cây dược liệu. Về cây dược liệu của vùng, thì các em biết rằng khí hậu ở các vùng núi giáp biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, vùng núi cao Hòn Liên Sơn rất thuận lợi cho vùng trồng các loại cây thuốc quế như tam thất, đương quy, đỗ trạm hay là thảo quả, và rất thuận lợi trồng các cây ăn quả như mận, đào, lê. Thực trạng thứ ba là về trồng các loại rau ôn đới. Thì ở Sapa rất có điều kiện thuận lợi để trồng rau ôn đới, sản xuất hạt giống và trồng hoa xuất khẩu. Sau đây, cô mời các em xem một số hình ảnh về các loại rau quả cận nhiệt và ôn đới ở nước ta như bắp cải, cà chua, su hào, su lơ. Một số loại cây ăn quả như táo, mận Bắc Hà ở Lào Cai, đào Mẫu Sơn ở Lạng Sơn, hay là lê, vân vân. Và hiện nay thì khả năng mở rộng diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu của vùng còn rất lớn nếu chúng ta biết khắc phục một số khó khăn của vùng. Thứ nhất là hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối, tình trạng thiếu nước về mùa đông. Thứ hai là mạng lưới các cơ sở chế biến chưa tương xứng với thế mạnh của vùng. Và hiện nay, nếu những khó khăn này được khắc phục thì vùng sẽ có điều kiện thế mạnh phát triển về cây công nghiệp và cây đặc sản. Bởi vì hiện nay, việc phát triển các cây công nghiệp và cây đặc sản đem lại ý nghĩa rất lớn cho vùng, cho phép nước ta phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả cao. Vì sao như vậy? Thì các em biết rằng các sản phẩm cây công nghiệp và cây ăn quả là những sản phẩm hàng hóa vừa phục vụ cho xuất khẩu và vừa phục vụ cho tiêu dùng trong nước. Thứ hai là hạn chế được tình trạng du canh du cư trong vùng. Bởi vì chúng ta biết rằng Trung Du miền núi Bắc Bộ là vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người. Và với việc sản xuất phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản sẽ cho phép trong vùng hình thành các vùng chuyên canh cố định, từ đó kéo theo sự định canh định cư cho đồng bào dân tộc. Như vậy, các em vừa tìm hiểu xong về thế mạnh trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới của Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Các em tìm hiểu sang thế mạnh tiếp theo của vùng, đó là thế mạnh về chăn nuôi gia súc. Thì trong phần này, các em cũng tìm hiểu các nội dung chính như sau. Các em nắm cho cô tiềm năng, thực trạng, cũng như nắm được là những khó khăn của vùng. Bây giờ về tiềm năng. Thứ nhất, thì tiềm năng của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ có nhiều đồng cỏ. Tuy các đồng cỏ không lớn, nhưng có thể là thuận lợi cho phát triển chăn nuôi gia súc lớn như trâu, bò, ngựa, dê. Thứ hai, trong vùng thì nhờ đảm bảo được lương thực cho người, nên hoa màu lương thực cho chăn nuôi lợn ngày càng nhiều, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi. Với những điều kiện như vậy thì ngành chăn nuôi gia súc phát triển như thế nào? Các em sang phần 2 về thực trạng. Về thực trạng phát triển chăn nuôi của vùng, trước tiên về chăn nuôi gia súc lớn. Trâu, bò được nuôi rộng rãi, nhất là nuôi trâu. Vì sao như vậy? Thì hiện nay, đàn trâu của Trung Du miền núi Bắc Bộ chiếm 1/2 đàn trâu cả nước. Và đàn trâu có đặc điểm là khỏe hơn, ưa ẩm,
chịu rét giỏi hơn bò, lại thích nghi với điều kiện chăn thả trong rừng. Cho nên ở đây, đàn trao chiếm tỷ lệ chiếm hơn 50% đàn trao của cả nước. Ngoài ra, thì đàn trao hiện nay nó được nuôi nhiều ở các tỉnh như Sơn La, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang. Về đàn bò, thì hiện nay đàn bò chiếm 16% đàn bò của cả nước. Và ở Mộc Châu thì còn có chăn nuôi bò sữa. Về chăn nuôi lợn, hiện nay chăn nuôi lợn phát triển rất mạnh nhờ vào đảm bảo được nguồn lương thực, nguồn thức ăn cho chăn nuôi. Và đàn lợn của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ chiếm 21% đàn lợn của cả nước. Tuy nhiên, việc phát triển ngành chăn nuôi gia súc của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ còn gặp một số khó khăn nhất định. Khó khăn thứ nhất là công tác vận chuyển sản phẩm chăn nuôi tới vùng tiêu thụ còn nhiều khó khăn. Thứ hai, các đồng cỏ chất lượng chưa cao cần phải được cải tạo và nâng cao năng suất. Như vậy thì các em cần nắm được các khó khăn này để có các biện pháp phát triển ngành chăn nuôi gia súc ở Trung Du miền núi Bắc Bộ trong những thời gian tới. Các em sang nội dung thứ 5 về thế mạnh kinh tế biển. Thế mạnh kinh tế biển thì như các em đã biết thì duy nhất chỉ có tỉnh Quảng Ninh là giáp với biển. Như vậy là Quảng Ninh có thế mạnh và điều kiện để phát triển kinh tế biển với đầy đủ đa dạng bốn loại hình. Thứ nhất là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Thứ hai là du lịch biển. Thứ ba là giao thông vận tải biển. Và thứ tư là khai thác khoáng sản cát trắng. Và trong phần này, các em cũng cần nắm được cho cô các tiềm năng cũng như là thực trạng phát triển kinh tế biển của vùng. Thứ nhất, về hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ nằm liền kề với ngư trường lớn, đó là ngư trường Hải Phòng Quảng Ninh, hay còn gọi là ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Có nhiều vũng, vịnh nên hoạt động khai thác và nuôi trồng phát triển rất mạnh. Và hiện nay đang phát triển mạnh hoạt động đánh bắt ở xa bờ và nuôi trồng. Về du lịch biển, thì vùng này rất giàu tiềm năng để phát triển du lịch biển, nhất là có Vịnh Hạ Lan là di sản thiên nhiên thế giới. Hoạt động du lịch biển phát triển rất mạnh, nhất là ở trung tâm du lịch Hạ Lan. Về giao thông vận tải biển, thì vùng này tiềm năng có nhiều vịnh biển để xây dựng các cảng nước sâu. Và trong vùng đã xây dựng và nâng cấp cảng nước sâu Cái Lăng, tạo điều kiện cho việc hình thành khu công nghiệp Cái Lăng. Về khai thác khoáng sản cát trắng, thì hiện nay mỏ cát trắng ở Văn Hải đang được khai thác. Như vậy, các em vừa tìm hiểu xong về thế mạnh phát triển kinh tế biển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Và để củng cố lại nội dung của bài học, thì các em tham gia trả lời gói câu hỏi trắc nghiệm sau. Câu hỏi thứ nhất. Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng với Trung Du và miền núi Bắc Bộ? A. Diện tích rộng lớn nhất cả nước. B. Có nhiều vịnh biển và đầm phá. C. Có biên giới chung với hai quốc gia. D. Có nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn. Như vậy, với câu hỏi này thì các em dựa vào nội dung kiến thức đã học ở phần đầu tiên, nhất là ở phần khái quát chung, các em có thể dễ dàng chọn ra được phương án trả lời đúng ở đây là phương án B, có nhiều vịnh biển và đầm phá. Chúng ta tìm hiểu câu hỏi số 2. Trung Du miền núi Bắc Bộ có thể sản xuất cây dược liệu chủ yếu dựa vào thuận lợi nào sau đây? A. Đất phenolic đỏ vàng chiếm diện tích rất rộng. B. Địa hình đa dạng có cả núi, đồi và cao nguyên. C. Nguồn nước mặt dồi dào, phân bố nhiều nơi. D. Khí hậu cận nhiệt, ôn đới trên núi, giống tốt. Với câu hỏi này thì chúng ta chú ý vào
Có 4 cái phương án. Đây đều là những cái phương án thuận lợi cho việc sản xuất cây dược liệu ở Trung Du miền núi Bắc Bộ. Và chúng ta chọn phương án chủ yếu nhất, đáp án đúng nhất trong câu hỏi này. Thì riêng vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ có thế mạnh sản xuất cây công nghiệp, cây dược liệu phải dựa trên thuận lợi lớn các em đã được học ở nội dung phần số 3. Đó là khí hậu cận nhiệt và ong đớ trên núi giống tốt. Như vậy D là đáp án đúng của câu hỏi số 2. Bây giờ các em sang câu hỏi số 3. Chăn nuôi lợn của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ phát triển ngày càng mạnh là do A. Thị trường tiêu thụ rộng lớn. B. Lai tạo nhiều giống mới. C. Cơ sở thức ăn được đảm bảo. Và D. Đầu tư xây dựng chuồng trại. Với câu hỏi này thì các em chú ý, hiện nay chăn nuôi lợn của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ phát triển mạnh là dựa vào hoa màu lương thực dành cho chăn nuôi lợn ngày càng nhiều các em vừa học. Như vậy thì các em sẽ chọn được phương án trả lời đúng ở đây là phương án C, cơ sở thức ăn được đảm bảo. Câu hỏi số 4. Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất cây đặc sản ở vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ là A. Tận dụng tài nguyên, phát triển nông nghiệp hàng hóa. B. Góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành và lãnh thổ. C. Khai thác thế mạnh của vùng núi, tạo nhiều việc làm. D. Đa dạng hóa các sản phẩm và nâng cao vị thế của vùng. Việc đẩy mạnh sản xuất cây đặc sản của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ thì có hai cái ý nghĩa lớn các em đã được học trong bài, là góp phần phát triển nền nông nghiệp hàng hóa và hạn chế tình trạng du canh du cư trong vùng. Như vậy, với câu hỏi số 4, các em chọn được phương án trả lời đúng là A. Tận dụng tài nguyên, phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. Như vậy thì cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung bài 32, vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đồng thời trả lời một số câu hỏi củng cố để khắc sâu kiến thức bài học. Và cô hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi ở cuối bài, đồng thời các em tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo hướng dẫn sau. Bước 1, các em truy cập vào địa chỉ ở trên hình. Bước 2, các em nhấn vào tham gia để bắt đầu làm bài trắc nghiệm. Bước 3, các em nhấn vào nút kết thúc khi làm bài xong. Nhiều điều bất ngờ sẽ chờ đón các em. Hãy liên lạc và báo cho cô những bất ngờ mà các em nhận được nhé. Cô chúc các em ngày càng chăm ngoan, học tốt. Thân ái chào các em.